qua, rất nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước treo biển nghỉ Tết không bán hàng. Điển hình như tại cửa hàng xăng dầu Hương Phát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro ở xã Lê Lợi, huyện An Dương. Trong ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, mặc dù kéo rào chắn đóng cửa không bán nhưng lại không lý do. Trước việc nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán hàng, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu khắc phục ngay tình trạng này, đồng thời phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro vì ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Sáng ngày 30 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cho biết, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro vì ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, ngày 25 tháng 1, mùng 4 Tết, Đội Quản lý Thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng phối hợp tổ công tác thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm tra, phát hiện cửa hàng xăng dầu Hương Phát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang Petro ở xã Lê Lợi, huyện An Dương đóng cửa, treo biển hết hàng, không bán xăng dầu. Cửa hàng này ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho Sở Công Thương theo thẩm quyền, đã vi phạm quy định tại Điều 35, Nghị định 99 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Cùng ngày, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cũng kiểm tra, phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hương Phát 2, địa chỉ xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, tạm dừng bán xăng dầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, xăng dầu trong bồn chứa tại cửa hàng còn ít, không đủ bơm lên các cột. Cơ quan quản lý đã yêu cầu cửa hàng này khẩn trương khắc phục tình trạng hết xăng dầu. Những ngày qua, tổ công tác giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cũng phát hiện một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng mà không có lý do. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 45 phút ngày 25 tháng 1, cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng thuộc công ty trách nhiệm hạn Chiến Dưỡng, tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam đóng cửa không bán hàng, không chấp hành thời gian bán hàng theo đăng ký. Đội Quản lý Thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Dưỡng về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng. Còn tại Bình Phước, Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt cửa hàng xăng dầu Ngọc Phương Nam thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu khí Ngọc Phương Nam, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Hành vi vi phạm của cơ sở này đã bị Đội Quản lý Thị trường số 1 lập biên bản, xử phạt hành chính. Những ngày Tết vừa qua, trên toàn quốc có khoảng 100 cây xăng đóng cửa ngừng bán hàng. Trong đó, ở khu vực phía Nam có khoảng 80 cửa hàng hết xăng, dầu hoặc thiếu xăng, thiếu dầu trong vài tiếng đồng hồ và một số ít cửa hàng bán lẻ đóng cửa, nghỉ bán Tết do thiếu nhân viên. Phó Tổng Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, ông Hoàng Ánh Dương cho biết, trong thời gian nghỉ Tết, Tổng Cục đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiến hành trực 24/24 nhằm giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.